Chào các bạn, gần đây thì LG đã cho ra mắt một sản phẩm mới với mức giá vô cùng hợp lý là GX2. Với giá chưa đến 4,5 triệu đồng, các bạn đã có thể sở hữu một sản phẩm có thiết kế đẹp mắt, cấu hình hợp lý cũng như là có một viên pin lớn. Hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn video đánh giá chi tiết về thiết kế cũng như là màn hình của máy. Các bạn đang theo dõi video tại D-Channel, kênh video công nghệ chính thức của di động thông minh. Các bạn có thể truy cập website didongthongminh.vn để tham khảo thêm những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Đầu tiên, về thiết kế của máy thì không khó để nhận ra rằng GX2 là một bản sao của siêu phẩm G3 với thiết kế tổng thể khá giống nhau, vẫn là kiểu dáng dạng thanh với hai bên viền màn hình được cắt giảm tối đa. Tuy nhiên, thiết bị này kích thước lớn hơn nhiều khi được đi kèm là màn hình lên tới 5,7 inch. Như vậy, nếu bạn là người có bàn tay nhỏ thì chắc chắn sẽ phải cầm máy bằng cả hai tay. Với kích thước lớn như thế này thì mình khuyên các bạn nên bỏ máy vào một chiếc túi riêng hơn là nhét vào túi quần. Dù vậy thì cảm giác cầm máy trên tay khá thích nhờ các cạnh được bo tròn hợp lý. Máy có kiểu dáng giống với đa số smartphone của LG hiện nay, với cụm phím nguồn và tăng giảm âm lượng được đặt phía sau. Ngoài ra thì đỉnh trên của máy cũng được bổ sung thêm một cổng hồng ngoại, không giống những sản phẩm khác của LG. Mặt sau của máy được trang trí bằng một lớp vân sần khá thích tay. Với chi tiết này thì ngoài việc tránh bám vân tay thì máy cũng không có cảm giác trơn tuột khi cầm. Một điểm cộng của GX2 là việc được trang bị cụm phím phía sau mà LG ưu ái gọi là Rear Key, giúp quá trình sử dụng dễ dàng hơn. Bởi vì máy có kích thước khá lớn mà lại để phím nguồn ở cạnh hoặc là trên đỉnh thì khá là cấn tay khi bấm con nút này. Đường viền mạ kim loại như trên G3 cũng biến mất mà thay vào đó là viền nhựa bình thường. Điều này thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến thiết kế của máy, được đánh thẳng vào phân khúc tầm trung. Có thể thấy, thiết kế của máy khá nổi bật và có những nét mạnh riêng khi được thêm thắt những điểm mạnh của những sản phẩm đi trước như là LG G3. Máy được trang bị màn hình lớn tới 5,7 inch cùng độ phân giải 1280x720 pixel, mang đến mật độ điểm ảnh là 258 ppi. Khi mình nhìn gần vào thì có cảm giác hơi rỗ một chút. Tuy nhiên, đối với một chiếc điện thoại màn hình lớn thì người dùng có xu hướng để xa khỏi mắt. Chính vì vậy, ở khoảng cách thông thường khi sử dụng màn hình của máy vẫn mịn màng, khó nhận thấy các điểm ảnh, mọi chi tiết, các chữ cái đều dễ nhìn. Giống như các sản phẩm cao cấp khác của LG, GX2 được trang bị tấm nền IPS cao cấp. Việc được trang bị tấm nền này giúp cho máy có góc nhìn rất rộng, màu sắc trung thực và độ sáng cao, rất thích hợp để sử dụng ngoài trời. Mình thử mở một số bức ảnh lên thì khá thích màn hình của máy. Ở những bức ảnh có nhiều màu sắc thì màn hình máy thể hiện màu sắc dịu mắt, tươi tắn nhưng không rực như các sản phẩm dùng tấm nền AMOLED. Một điểm mình đánh giá cao là màn hình cảm ứng của máy khá nhạy, mọi thao tác dù là chạm nhẹ thì đều được ghi nhận. Độ trễ của màn hình này gần như là không có. Về mặt này thì mình cho rằng cảm ứng của máy sánh ngang với những sản phẩm đầu bảng hiện nay. Có một hạn chế nhỏ là màn hình của máy có cảm giác hơi chìm so với lớp kính phía trên, không được nổi bật như trên LG G2 hay là G3. Tuy nhiên thì mới mức giá chỉ khoảng 4,5 triệu đồng, cùng với những ưu điểm mình vừa nói ở trên thì điểm hạn chế này hoàn toàn không có gì đáng suy nghĩ. Màn hình lớn 5,7 inch cũng là vũ khí lợi hại khi so sánh với các sản phẩm cùng tầm giá khác. Với màn hình lớn như thế này thì chắc chắn là việc xem phim, chơi game hay là lướt web sẽ cực kỳ thoải mái. Kết hợp với ưu thế của tấm nền IPS là góc nhìn cực rộng thì việc giải trí với màn hình 5,7 inch của máy rất dễ chịu. Như vậy là mình đã hoàn thành xong video đánh giá chi tiết về màn hình cũng như là thiết kế của LG GX2. Điểm lại thì chúng ta có một thiết kế đẹp cũng như là màn hình chất lượng tốt trong tầm giá của sản phẩm này. Trong video tiếp theo, mình sẽ đánh giá phần còn lại là hiệu năng và camera của sản phẩm này. Mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.